Và đây là mặt kính tâm bằng vàng đưa vào. Họa tiết, biểu tượng, thương hiệu, tên, logo, bất kỳ cái gì mà quý khách muốn, chị Lân sẽ thiết kế và đưa vào phần lưng này là bằng vàng. Chị Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về điện thoại cao cấp, điện thoại thông minh chính hãng của một trong những thương hiệu nổi tiếng xa xỉ bậc nhất hiện nay về dòng điện thoại cao cấp, đó chính là Vetu. Đây là dòng điện thoại cảm ứng Vetu Meta 1. Trước màn ảnh chúng ta là ba phiên bản: phiên bản carbon lưng, phiên bản da cá lưng, phiên bản Kỳ Lân đã kích tâm bằng vàng nguyên khối full ở mặt lưng, và có cả phiên bản da B. Ở mỗi phiên bản da B sẽ có nhiều màu sắc cho chúng ta lựa chọn đúng với ý thích của mình. Ở phiên bản da cá cũng vậy, cũng sẽ có nhiều màu sắc da cá cho chúng ta lựa chọn đúng ý thích của mình. Đối với bản carbon thì là như vậy thôi. Và đây là bản kích tâm bằng vàng đưa vào. Họa tiết, biểu tượng, biểu trưng, thương hiệu, tên, logo, bất kỳ cái gì mà quý khách muốn, chị Lân sẽ thiết kế và đưa vào phần lưng này là bằng vàng, và họa tiết đó đúng với ý của quý khách để tạo nên sản phẩm cá nhân hóa, độc bản theo từng yêu cầu của từng quý khách. Và đi kèm với những chiếc điện thoại cao cấp chính hãng từ Meta 1 thì sẽ kèm với những chiếc bao da mà chị Lân handmade để phục vụ bảo vệ từng chiếc điện thoại cao cấp đó. Đây là phiên bản da. Da đây là da B. Da B được Kỳ Lân nhập tại công ty chuyên thuộc da nổi tiếng trên thế giới để chuyên cung cấp cho những hãng da thời trang cao cấp. Và tương ứng với từng bản ở phía lưng của từng chiếc điện thoại là da gì, là màu gì thì Kỳ Lân sẽ thực hiện da đó, màu đó với da cá hoặc là da B. Và màu sắc sẽ theo từng màu trên từng cái lưng da máy điện thoại của chúng ta màu gì. Đây bây giờ Kỳ Lân sẽ thử. Đây là phiên bản bao da bằng da B. Mẫu này là Kỳ Lân tự thiết kế theo trải nghiệm của người dùng, bởi vì Kỳ Lân trải nghiệm và cũng những ý kiến của những khách hàng đã trải nghiệm và mình hiểu được là sử dụng chiếc bao da như thế nào để phù hợp nhất và gọn nhất, đẹp nhất, tinh tế nhất mà nhìn sang trọng nhất. Vì vậy, Kỳ Lân đã thực hiện ra mẫu bao da này rất là gọn. Mình sẽ để chiếc điện thoại dạng ngang như thế này mình đưa vào và rất là thao tác, rất là nhanh, lấy điện thoại ra cũng rất là lẹ. Mà mình sử dụng như vậy sẽ tạo cho chúng ta được có phong thái sử dụng điện thoại từ tốn và rất lịch lãm. Khi ai đó gọi điện thoại thì chiếc điện thoại nằm trong đây và mình nghe tiếng chuông hoặc là nghe rung thì mình sẽ lấy ra, và hạn chế được vấn đề là khi mình để trên một cái bàn hoặc nơi một nơi làm việc mà có nhiều người xung quanh thì những cái tin nhắn trên màn hình chờ hoặc là những cái dòng thông báo lên hoặc là những người gọi trên màn hình hiện ra thì những người xung quanh cũng sẽ không thấy được sự tò mò đó. Nghe xong một tay mình cầm bao da như thế này thì cũng là một phong thái và một phong cách riêng. Sau đó chúng ta nghe xong, nhìn xong và khóa màn hình lại để vào, chiếc điện thoại này cũng sẽ được bảo vệ, tránh cho những vấn đề khách quan rơi rớt xảy ra. Cầm đi như thế này thì rất là thanh lịch, giống như một cuốn sổ tay chúng ta cầm rất là gọn. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.